Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Văn Chiến thoát truy tố, sự thất bại của Tổng Bí Thư trong việc chống tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam lâu nay đã trở thành một vấn nạn rất trầm trọng và đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội. Nó làm xói mòn lòng tin của dân chúng đối với chính quyền. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến việc chống tham nhũng, tuy vậy việc chống tham nhũng này không phát huy được kết quả như mong muốn, thậm chí càng chống, tham nhũng càng tăng, sinh sôi, nảy nở, từ Bắc đến Nam. Dư luận xã hội thấy rằng tham nhũng ở Việt Nam là vô phương cứu chữa, bởi vì nó dột từ trên dột xuống, và tham nhũng tràn lan từ Trung ương đến các địa phương. Khởi tố cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng. Trong một phát biểu trước đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đã thừa nhận rằng hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ đến, hết sức sốt ruột. Nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có. Công luận thấy rằng để chống tham nhũng cần phải đạt được hai mục tiêu cùng lúc. Một là phải trừng phạt được những quan chức tham nhũng. Hai là phải thu hồi được số tài sản bị thất thoát do tham nhũng mà có. Trước và trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thông tin cho biết một loạt đại án tham nhũng được đem ra xét xử và hàng loạt quan chức các cấp sẽ bị kỷ luật đảng vì rất nhiều sai phạm. Trong đó có cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến. Thậm chí, giới thạo tin còn khẳng định như đinh đóng cột rằng ông Trịnh Văn Chiến sẽ bị khởi tố, bắt giam ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Vậy mà không hiểu vì lý do gì cho đến nay, ông Trịnh Văn Chiến là một quan chức bê bối hàng đầu ở tỉnh Thanh Hóa, vẫn nhởn nhơ. Ông Chiến là người bị cáo buộc tham nhũng hàng trăm tỷ liên quan đến các dự án đầu tư của tập đoàn FEC tỷ phú Trịnh Văn Quyết và tập đoàn IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, ông Chiến còn nổi danh với tai tiếng, cặp bồ và có con riêng với hốt cơ Quỳnh Anh, từng đình đám vào hồi năm 2016 và được dư luận rất quan tâm chia sẻ. Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến. Người chịu tội thay cho ông Trịnh Văn Chiến vừa mới bị khởi tố gần đây là ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa. Ông Xứng bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Thâu. Theo báo Thanh Niên vào ngày 21 tháng 10, trong dự án này, ông Xứng cùng hai thuộc cấp bị cáo buộc là đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 55,8 tỷ đồng. Nhưng ông Nguyễn Đình Xứng không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Báo Thanh Niên cho biết đây là vụ án lớn ở tỉnh Thanh Hóa, không chỉ vì số tiền gây thất thoát lớn mà liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở và tỉnh dính vào vòng lao lý, thu hút sự chú ý của dư luận và người dân tỉnh Thanh Hóa. Điều đáng nói, báo Thanh Niên còn tiết lộ ông Nguyễn Đình Xứng thanh minh rằng trong dự án Hạc Thành Thâu, ông Xứng chỉ làm theo lệnh của ông Trịnh Văn Chiến, cựu chủ tịch, cựu bí thư tỉnh Thanh Hóa. Tuy những bê bối của ông Trịnh Văn Chiến xảy ra suốt gần 10 năm nay gây nhiều bàn tán xôn xao, vậy mà đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8, ông Trịnh Văn Chiến mới bị Ban chấp hành Trung ương Đảng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, chứ không bị khởi tố bắt giam như lời đồn đoán trước đây. Điều đó có liên quan gì tới ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là người đồng hương Thanh Hóa của ông Chiến hay không? Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Kết quả của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 như vậy đã cho thấy đây là sự cạnh tranh về quyền lực và lợi ích giữa các phe phái trong Đảng. Và cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng vẫn chỉ là câu chuyện nửa vời, đánh trống bỏ rồi, không có gì thay đổi. Một khi công cuộc chống tham nhũng thực chất chỉ là đấu đá nội bộ, trong bối cảnh bất kỳ quan chức nào của Đảng cũng tham nhũng, Tổng Bí thư Trọng lâu nay chỉ diệt người không cùng phe. Nay ông Trọng sức tàn lực kiệt, trong khi thế và lực của Phạm Minh Chính lại đi lên, thì công cuộc chống tham nhũng đã quay sang sự thỏa hiệp. Theo giới chuyên gia, muốn chống tham nhũng hiệu quả thì Việt Nam cần phải thay đổi cơ cấu, cơ chế về pháp luật, phải có hệ thống tư pháp độc lập, đồng thời cần phải dân chủ hóa đất nước, đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng sự đa nguyên và các quyền của công dân, theo hiến pháp đã hiến định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Trịnh Văn Chiến thoát truy tố, sự thất bại của Tổng Bí thư trong việc chống tham nhũng. Quốc hội Việt Nam đã đánh mất vai trò cơ quan lập pháp theo hiến định như thế nào? Thời gian gần đây, tình trạng các văn bản quy định pháp luật chồng chéo đã làm cho cán bộ lúng túng khi áp dụng,
sợ trách nhiệm, không dám thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình là một vấn đề rất nóng. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ cho biết thêm, có tình trạng này là do chính sách, văn bản pháp luật chồng chéo, cái này phủ định cái kia, đúng ở văn bản này, sai ở văn bản khác, cái này cấm, cái kia lại cho phép. Báo Thanh Niên vào ngày 13 tháng 10 đưa tin kể trên với tiêu đề Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh quy định chồng chéo khiến cán bộ băn khoăn khi tham mưu. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, quy định pháp luật chồng chéo khiến cán bộ băn khoăn, e ngại, làm hiểu pháp luật thế này, người kiểm tra hiểu pháp luật như thế khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phan Văn Mãi quy định chồng chéo khiến cán bộ khó tham mưu. Đây là một vấn đề nổi cộm trước một tình trạng đa số cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước sợ sai, không dám thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Tâm lý chung là sợ về vấn đề đốt lò. Chẳng cần biết đúng sai, cứ sai ý của lãnh đạo đảng là sinh chuyện. Như vậy, vai trò của Quốc hội là cơ quan lập pháp ở đâu? Khi ban hành các văn bản pháp luật chồng chéo, không rõ ràng, khiến cho cán bộ băn khoăn, e ngại, vì văn bản luật có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Hiến pháp năm 2015, điều 69 ghi định rõ ràng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của nhà nước. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thừa nhận tình trạng vừa kể trên và nói rằng nếu vướng mắc về chính sách, văn bản pháp luật khó thực hiện, cứ trình lên chính phủ chứ đừng ngại, vì Quốc hội luôn đồng hành với chính phủ. Trên thực tế, giới chuyên gia cho rằng cơ quan lập pháp Quốc hội Việt Nam không thực hiện vai trò theo quy định của hiến pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là Quốc hội không thực hiện việc trực tiếp soạn thảo các dự luật, luật và văn bản dưới luật. Quốc hội không giữ vai trò lập pháp mà trở thành cơ quan đóng dấu thông qua các dự luật do chính phủ soạn thảo và đệ trình. Hai là chất lượng đại biểu Quốc hội yếu kém, hầu hết không có chuyên môn luật pháp, không có năng lực soạn thảo văn bản dự luật. Thậm chí việc đọc, hiểu khi thông qua các luật với các câu chữ không chặt chẽ dễ khiến cho mỗi người hiểu theo ý kiến khác nhau, nghĩa là khi chất lượng của đại biểu Quốc hội yếu kém thì đương nhiên chất lượng lập pháp cũng tương tự. Toàn cảnh một phiên họp đại biểu Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nhận xét rằng đây không phải là điều hay, các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, không tránh khỏi lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng Quốc hội luôn đồng hành với chính phủ là một cách hiểu rất sai về mặt nguyên tắc. Quốc hội với vai trò là lập pháp, còn chính phủ trong vai trò là hành pháp, thực thi pháp luật là hai định chế hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đứng trên tất cả. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng, hiến pháp là một văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của Đảng. Vì vậy, việc Thủ tướng nói rằng Quốc hội đồng hành với chính phủ là sai, nhưng cũng đúng. Nó phản ánh một tình trạng ở Việt Nam, theo đó, luật là tao, tao là luật. Đồng thời thấy rằng Quốc hội Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, có nghĩa là Đảng muốn như thế nào thì yêu cầu Quốc hội làm luật đúng như thế. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hòa Bình phát biểu về dự án luật. Luật pháp Việt Nam như luật sư Ngô Bá Thành từng có một câu nói để đời như sau. Ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng. Cho thấy thực chất hệ thống pháp luật Việt Nam đang tệ hại như thế nào. Nhận xét về cách tổ chức của Quốc hội Việt Nam, ông Bùi Kiến Thành, một Việt kiều đã về làm việc tại Việt Nam nhiều năm, cho biết thêm như sau. Ở Việt Nam, mấy người vào Quốc hội như mấy ông sư hay tướng tá là chuyện hết sức khác so với các nước. Họ không bắt buộc phải hiểu biết về chính trị hay luật pháp, luật lệ. Nó độc đáo ở chỗ phần lớn là nghiệp dư, cứ mỗi năm tới gặp nhau, chờ chính phủ đưa ra những dự án luật này, luật kia, rồi họp nhóm lại với nhau cho ý kiến, và cuối cùng thì bấm nút, thế là xong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Quốc hội Việt Nam đã đánh mất vai trò cơ quan lập pháp theo hiến định như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.